Em Dương Bục Kết lại xin được mến chào tất cả quý cô bác nhé. Hôm nay em quay cho các bác xem cái chỗ khu vực mà em ươm cái cây ươm hạt Bục Kết, có nghĩa là gieo mạ Bục Kết. Thì đối với những cái mùa thời tiết mùa nắng như thế này thì hiện tại nếu mà trồng luôn từ hạt thì nó sẽ bị chết và cái tỷ lệ thất thoát rất là cao. Thì sau đó, hiện tại bây giờ thì vào những cái mùa nắng này thì em đã sử dụng cái phương pháp là em ươm ra một cái bãi cát, một cái luống cát, sau đó là cây mạ Bục Kết nó nảy mầm lên thì em sẽ tiến hành là em nhổ và em cấy vào bầu nha các bác nhé. Đây là những cái cây mạ Bục Kết mà em đã gieo từ hạt. Đấy, các bác có thể thấy là cái tỷ lệ nảy mầm cũng rất chi là ok. Đấy, đối với hạt Bục Kết khô thì là nó sẽ có những cái hạt mà nó ngấm nước trước thì nó sẽ lẩy trước, còn những hạt nào ngấm nước sau thì nó sẽ lẩy sau. Đây ví dụ như là những cái hạt này em gieo cùng, hạt này em gieo cùng gieo nhưng mà nó là hút nước sau cho nên là bây giờ nó mới bắt đầu nó lẩy. Còn về cơ bản thì là nó đã lẩy lên tốt như thế này rồi. Sau khi cây lên được tầm 3 đến 5 lá thì em sẽ nhổ ra và cấy vào bầu nhau nhé. Đối với những cái ngày nắng nóng như thế này mà nếu mà mình cấy những cái hạt nó lẩy mầm, đây các bác có thể thấy là những cái hạt lẩy mầm như thế này mà mình cấy vào bầu luôn thì nó nắng cái nào nó héo nó chết luôn. Đấy, nhà em thì sử dụng phương pháp là gieo mạ Bục Kết lên như này, sau đó là em cấy vào bầu sau. Thì như thế này thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy, cô bác anh chị nào mà mình lấy hạt về thì mình cũng vào những thời tiết nắng nóng này thì mình cũng nên gieo những cái mạ Bục Kết lên thôi. Nó lên như này nhau nhá. Đây là những cái luống mạ này. Đấy. Còn rất nhiều hạt nó đang nảy, nó đang lên. Đấy, thì là những cây nào mà nó lên trước thì em sẽ cho ra và em cấy vào bầu trước, còn những cây nào mà nó lên sau, nó lên chậm, nó nảy sau thì lại tiếp tục cấy mà hoặc là để những cây đấy để dặm lại những cây mà nó bị chết. Hôm trước thì em cũng có quay cho các bác là cái chỗ cây Bục Kết này là những cái cây Bục Kết thực sinh mà nó ở trong những cái bầu to, em vào những cái bầu to này và nó cũng khá là to rồi thì em rồi này em khắc phục lại, này em ghép lại. Đây các bác có thể thấy này, nó đang bắt đầu lẩy rồi. Đối với những cái cây Bục Kết ghép thì là nhiều bác là cứ có cái suy nghĩ là vào những cái ngày mưa gió hoặc là những cái lúc nào mà tháng mưa ngâu mình ghép thì là để nó đạt cái tỷ lệ cao, nhưng mà không phải nhau nhé. Giải thích cho các bác là nếu mà ghép tốt nhất là mình sẽ ghép vào cái thời tiết là ngày nắng, bởi vì ngày nắng thì cái cây Bục Kết ở trong cái bầu, ví dụ như là trong cái bầu như này, trong một cái bầu như này thì là cây nó đang rất chi là khô, đang rất chi là khô, thì khi mình cắt mắt ghép ở đây, em ví dụ em cắt đoạn này đi để em ghép một cái mắt vào thì cái cây là thực tế là cây nó đang bị khô cho nên là nó sẽ hút cái mắt ghép vào. Đấy, thì là cái tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn là mình ghép vào cái thời tiết là ngày mưa nhau nhé. Thậm chí là những cái cây ghép ở trên nhà vườn nhà em đây, em cũng đang có thợ ghép đây, thì là em còn để cho cây nó nhịn nước trong vòng gần như là trong vòng một tuần mà em ghép, thì là để cho cây nó hút mắt vào. Đấy, thì là cây nó sẽ có cái tỷ lệ lẩy mầm và cây nó sẽ sống cao hơn. Còn nếu mà mình ghép vào những cái thời tiết nào mà trời mưa hoặc là những cái lúc nào mà đất nó ẩm quá thì mà các bác ghép vào thì thực tế là cây nó đã đang đủ cái lượng nước ở trong cây rồi, thậm chí cây nó còn đang nhả nước ra. Đấy, thì nó sẽ đẩy cái mắt ghép ra và nó sẽ bị thối, nó không liền được nhau nhé. Để mà đảm bảo đạt cái tỷ lệ cao nhất thì nó là mùa hạ hoặc là mùa thu là mình ghép là hợp lý nhất. Nhà em thì đang ghép cái cây, đang có ông đang ghép và nhà em thì hiện tại bây giờ cũng đang nhận được cái số đơn hàng của các bác đặt khá là nhiều. Bác nào mà có nhu cầu lấy cây Bục Kết ghép số lượng lớn thì các bác có thể là điện thoại cho em trước và qua số điện thoại em ghi ở trên màn hình nhau nhé. Đấy, trong những cái lô em đang ghép đây là đều được các bác đã đặt những cái đơn hàng, các bác đã đặt khá là nhiều, các bác đã đặt gần như là hết rồi. Đấy, thì hiện tại bây giờ trên cái vườn thực sinh nhà em vẫn đang tiếp tục là nhặt ra những cái cây nào nó lớn và để ra những cái luống như thế này, đảo ra những cái luống này để ghép trước. Ở trên nhà vườn thì là em những cái lô này là em đảo bầu liên tục cho nên là đối với những cái cây Bục Kết ở đây thì mình chỉ cần rút cái này nó lên, nó không bị cắm rễ xuống đất. Đấy, để đảm bảo được thì đối với cây giống này là phải đảo bầu liên tục nhau nhé. Cô bác anh chị nào yêu mến ủng hộ thì có thể là liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên màn hình. Đối với cây Bục Kết ghép thì các bác chỉ trồng trong 2 năm là cây đã bói ra hoa ra quả hết rồi.
Đấy, trên nhà vườn nhà em thì thậm chí là những cái cây em mới trồng được vài tháng cây cũng đã lẩy mầm và đã cho hoa hết rồi nha mọi nhá. Còn nếu mà các bác trồng cây thực sinh ấy thì nó rất là lâu mà thậm chí là nó có cái tỷ lệ cây được rất cao. Đây em quay thực tế cho các bác xem luôn. Đây là những cái cây bổ kết ghép nhà em này. Đấy, những cái cây bổ kết ghép này thì nó không có gai nhá mọi nhá. Từ mắt lên nó không có gai đâu. Đấy, để như cái cây này nó còn ra hoa rồi. Đây nó đang ra hoa rồi. Đây là một cái cây rất là nhỏ thôi. Còn đây cũng là một cây bổ kết, nhưng mà đây là một cây bổ kết thực sinh thì em cũng trồng để khi các bác tới thăm thì các bác có thể thực tế các bác xem được luôn. Đây là một cây bổ kết thực sinh thì các bác có thể thấy là gai nó lên chi chít luôn, nó không giống như là cây bổ kết ghép. Bởi vì mắt ghép em ghép vào thì là cắt ở trên ngọn những cây ra quả, cây đầu dòng thì nó sẽ không ra gai nữa. Còn những cây này thì là có cái tỷ lệ cây được rất cao mà chưa chắc nó đã ra quả nha các bác nhá. Tỷ lệ được nó lên đến 70% trở lên. Đây là những cái lô em ghép rồi này. Các bác có thể thấy là những cái mầm thực sinh nó lên, nó khỏe, nó lên rất nhanh này. Ví dụ như cây này, đây là mầm thực sinh nó lên như này thì phải thường xuyên cắt đi. Đây mắt ghép nó mới đang bắt đầu nó lẩy thôi, đang bắt đầu lẩy mắt thôi. Mà mầm thực sinh nó lên rất là dài. Cái này thì em cũng mới ghép được cơ tầm chục ngày thôi, mà cũng đang lẩy rất là đẹp. Một số những cái mắt ghép nó đang lẩy đây. Cũng tất nhiên là cũng có cái tỷ lệ là cây nó không thành công. Ví dụ như cây này ghép là không thành công này. Cây này là nó bị thối rồi này, sau đó là lại phải cắt bỏ cái phần này đi và ghép lại. Đấy, còn những cây như này là những cây nó lẩy lên rồi như này là thành công nhau nhá. Đối với cây ghép này thì là cứ cây nào thành công thì mình trồng, còn cây nào không thành công thì em sẽ ghép lại. Đây các bác có thể thấy này, cây bổ kết ghép hiện tại đang là một trong những cây mang lại cái kinh tế cực kỳ cao, bởi vì là cây cho thu hoạch quả nhanh này, và cái quả bổ kết thì lại giá thành lại cao này. Cho nên là các bác nào nếu mà nhà mình mà có những cái khoảnh đất nào, có những cái khu đất mà mình chưa sử dụng hết hoặc là đang bỏ hoang thì bác có thể tham khảo qua cái mô hình trồng và phát triển cây bổ kết này nha các bác nhé. Các bác có câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi dưới phần bình luận của video này. Em sẽ tạo ra những video để trả lời những cái thắc mắc cho quý cô bác anh chị. Em xin phép được kết thúc video tại đây và trân trọng kính chào tất cả quý cô bác. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.